Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành phụng vụ 32 thường niên. Lời Chúa nói về sự sống lại, đó là niềm tin của tất cả Kitô hữu chúng ta. Với tất cả tâm tình sốt sáng, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca khi ấy có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại đến gần Chúa Giêsu và hỏi người rằng: Thưa thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng vậy có bảy anh em người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết vậy đến ngày sống lại Người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ Chúa giê trả lời họ rằng con cái đời này cưới vợ lấy chồng Xong những ai xét đáng hưởng dự phần đời sau Và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái thiên chúa và họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại thì Môi Xê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai. Khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Áp-ra-ham, Thiên Chúa Isa-ót, Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Kinh thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay ghi lại cho chúng ta câu trả lời của Chúa Giêsu với nhóm Sa đốc về vấn đề kẻ chết sống lại. Nhóm Sa Đốc là những người chủ trương không có sự sống lại, nên họ mới tưởng tượng ra câu chuyện bảy anh em lần lượt lấy một người đàn bà làm vợ để chế giễu Chúa Giêsu và xác quyết rằng sự sống lại là không thể có. Vấn đề được đặt ra rất nan giải. Nhóm Sa-đốc đã dựa vào một người có thế giá, một gương mặt lớn trong cựu ước là môi xê để chất vấn Chúa Giê-su. Vì chiếu theo luật của môi xê thì nếu người anh hay người em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dõi cho anh hay em của mình. Và cuối câu chuyện họ đặt ra vấn đề Vậy trong ngày sống lại Người đàn bà ấy sẽ là vợ ai Vì cả bảy người đều lấy nàng làm vợ Để giải đáp cho vấn đề của họ Chúa Sư đã không dựa vào một bản văn kinh thánh nào khác Cũng không dựa vào thế giá của một ai khác Mà dựa vào chính môi xê Như những người xa đốc đã dựa vào ngài nói còn vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông môi xê cũng đã cho các ông thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi đức chúa là thiên chúa của tổ phụ abraham thiên chúa của tổ phụ isaac thiên chúa của tổ phụ jacob mà người không phải là thiên chúa của kẻ chết nhưng là thiên chúa của kẻ sống vì đối với người tất cả đều đang sống Câu trả lời đó của Chúa Giêsu đã khiến cho nhóm xa đốc câm miệng, họ không dám chất vấn Chúa về điều gì nữa. Chúa Giêsu đã dựa vào những gì môi xê đã viết để minh chứng rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống và những người tôi chung của Chúa, những người được Chúa yêu thương sẽ không phải hư mất nhưng được sống lại và cùng hưởng hạnh phúc với người muôn đời. Đồng thời Chúa Giêsu cũng cho thấy cuộc sống đời sau là một cuộc sống hoàn toàn khác, cuộc sống như các thiên thần, cuộc sống vĩnh cửu chứ không tạm bợ giống như cuộc sống đời này như nhiều người trong chúng ta lầm tưởng. Và cũng chính vì sự sống vĩnh cửu như các thiên thần nên người ta không cần cưới vợ gả chồng, không cần phải có con nối dõi tông đường nữa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em Đó là câu chuyện của Kinh Thánh Đó là câu chuyện của hai ngàn năm trước Còn đối với chúng ta hôm nay Những người Kỳ Tô Hữu đang có mặt tại đây Chúng ta có xác quyết rằng Niềm tin vào sự sống lại mai ngày là có hay không Dù rằng trong xã hội chúng ta đang sống Vẫn còn nhiều người không tin có sự sống đời sau nhưng đã là người Kitô hữu, tôi tin chắc rằng khi đặt câu hỏi này là mọi người sẽ đồng thanh đáp tôi tin. Vì sao vậy? Vì Kinh Thánh đã dạy tôi như vậy. Điển hình là bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy như vậy và trong Kinh Tin Kính cũng tuyên xưng như thế. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen tôi tin là thế nhưng niềm tin đó có ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chúng ta hay không đối với tôi tôi xin trả lời ngay là có chính vì tin có sự sống đời sau nên bảy anh em cho sách Maccabee mới can đảm coi thường mạng sống để trung thành với lề luật chứ nếu không có sự sống đời sau ai dạy gì mà làm như thế cần phải sống thêm chứ vì tin vào sự sống đời sau mà tôi và quý ông bà và anh chị em mới đến những ngôi thánh đường để đi dân lễ chứ không tin thì ở nhà ngủ cho sướng ở nhà xem truyền hình cho thoải mái hơn mắc gì mà phải tập trung nhau vào đó cho nóng nực bực bội như thế này và vì tin vào sự sống đời sau mà mỗi người trong chúng ta mới ráng giữ luật chúa ráng sống lương thiện cuộc sống của chúng ta mới khá bình an như bây giờ chứ giả dạ như không ai tin vào sự sống đời sau thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào chắc mọi người có thể tưởng tượng ra rồi kính thưa quý ông bà và anh chị em niềm tin vào cuộc sống đời sau không phải là một cái gì đó xa vời chưa xảy đến nhưng niềm tin đó phải ảnh hưởng trên cuộc sống hiện tại của mỗi người chúng ta làm thế nào để niềm tin đó chi phối cuộc sống hiện tại của chúng ta giúp chúng ta sống cuộc sống hiện tại ngày càng tốt hơn cuộc sống đời sau không phải là cuộc sống mà chúng ta chỉ gặp được sau cái chết nhưng ngày mai sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay Và chúng ta có thể nếm hưởng cuộc sống vĩnh cửu Ngay từ bây giờ khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể Ước mong mỗi người chúng ta siêng năng đến với bí tích thánh thể Siêng năng tham dự thánh lễ Để chúng ta có thể sống và sống dồi dào Bởi Chúa Giêsu đã phán Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời cầu chúc quý ông bà và anh chị em luôn sống trong chúa sống nhờ ngài để chúng ta luôn hạnh phúc ở trần gian và sẽ được sống với ngài vĩnh cửu trên thiên quốc amen